Sáng ngày 27 tháng 9, Thường trực Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các chi Đảng bộ đơn vị phối quản và các doanh nghiệp thuộc quận về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị cùng dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng quận ủy, các tổ chức chính trị xã hội quận, các phòng ban ngành đoàn thể của quận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp quận. Quý 3 năm nay Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường, các chi Đảng bộ, đơn vị phối quản và các doanh nghiệp lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị đạt được những kết quả quan trọng. Một số nhiệm vụ được tập trung cao đó là công tác phát triển đảng viên, thu ngân sách quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị công tác phòng cháy chữa cháy vận động nhân dân ủng hộ xây dựng đài tưởng điểm, niệm liệt sĩ kiến an về kết quả thu ngân sách phường nam hà và phường trần thành ngọ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu quận giao năm 2023 toàn quận xây dựng được 103 điểm chữa cháy công cộng với 58 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ đơn vị trong thời gian tới Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung giả soát các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện năm 2023 với các phường giả soát về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với những phường đạt kết quả thu ngân sách thấp cần cố gắng nhiều hơn. Các phường cũng cần quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và các phường trong thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng năm 2023. Về nhiệm vụ quý 4, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các cấp ủy Đảng ra soát các chỉ tiêu năm 2023 và kế hoạch của đơn vị về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, tập trung cao nắm tình hình dư luận trong xã hội và nhân dân, đặc biệt là vấn đề tôn giáo dân tộc, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2023, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng đài tưởng điểm, niệm liệt sĩ Kiến An. Đồng chí Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng đề nghị các phường tập trung cao công tác thu ngân sách, đặc biệt thu thuế nhà thầu xây dựng tư nhân lệ phí trước bạ, thu sổ số, số, tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng, trật tự đường hè, quản lý chặt chẽ đất công ích, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, tập trung cao giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức công dân không để phát sinh kéo dài.